Hello, Mừng Khó TV xin kính chào tất cả các bạn. Thì sáng hôm nay thì mình có đến chỗ chú người Tây bán chuối chiên ở trên đường Trần Đình Xu, quận Nhất. Thì trong cái đợt dịch Covid vừa qua thì chú người Tây này á thì mới kẹt lại ở Việt Nam, và dịch thì chú ta là không có tiền để về đất nước, và hiện tại thì việc về đất nước của anh ta ở nước Pháp cũng vô cùng khó khăn, nên vì du khách người Tây này mới ở lại Việt Nam và làm nghề chú chiên để bán cho thực khách để kiếm tiền mưu sinh sống qua ngày. Và trước mặt các bạn đây chính là hình ảnh mà du khách người Pháp đang bán cá viên chiên trước một cái điểm siêu cột cây 24 giờ đó, các bạn thấy không? Có giờ có tiếp xúc nói chuyện không nào chưa? Không, tôi có tiếp xúc. Có cái thằng không hiểu tiếng đâu, có cái thằng cháu thì nó tiếp xúc thằng đó đó, nó đưa nó nâng đỡ thằng đó đó. Đúng rồi, thằng chồng bột chiên á, chồng lùn á, nâng đỡ nó. Mà bây giờ nó cũng láo, nó phản quốc nhỏ đó. Nhờ cái thằng đó đó sắm xe sắm đồ bán làm đó giúp nó làm hết. Ủa, đó giúp thế là giờ nó coi thằng đó coi trọng đó không? Có coi trọng gì, nó còn mẹ nó láo người đó luôn. Ồ, ừ, anh cháu đó bác vậy? Thì đó, thì tôi nói cậu làm sao? Nhưng mà con thấy ông đi xung quanh cũng gặp mọi người, ông chào đàng hoàng lắm hả? À, ông vậy chứ mà tại thì phải chào chứ, ông chào rồi mới mốt rồi ai chào đó cậu nói. Thì lịch sự lắm. Cậu ở mà thường đi là cậu sẽ thấy. Rồi vậy chị bán đây nè. Con nghĩ cái đó phải là hành động mà coi thường Việt Nam cái gì nữa, người ta thấy nó vậy, ở đâu xa cũng vậy, chiều chị bán bên đường á, ai lại hỏi mình cái chỉ nó kệ, nó vậy cũng tội nghiệp, nó cũng cho nó có cuộc sống. 5-6 sáng nó bán rồi lại ủng hộ, 8 giờ nó hết, tranh thủ qua nha, mấy ai lại mua nó, nó bán được chút xíu rồi ta lại nó mua, nó đuổi người ta. Nhiều người đàn bà sang trọng lắm, nó ghé nó ủng hộ nó lại, nó diễn tả nó đuổi người ta đi, mà cái mặt nó hầm hở như vậy đó, trợn mắt rồi mà nó cung tay rồi vậy đó, chị thấy nhiều lần lắm mà nói cái thích chị vậy đó, chị nói chồng chị có nhớ những ngày đầu thì ông bán như thế nào không chị? Thì mấy ngày đầu nó bán, nói chung là bán chậm, nó chưa có quăng nó lên YouTube á, nó chưa đâu nó bán ấy, nó nói chung là sớm gì ủng hộ dữ lắm, cũng bán theo quy định, nó bán đủ gì đó thôi, ngày thường cũng vậy, ngày nào đông cũng vậy, nó không bán thêm vòng sớm nó cũng ủng hộ, nó bán được lúc đi kinh quăng nó lên là nó bán được nhiều hơn, nhiều hơn bắt đầu bất dạy vậy đó. Cái thằng đây nè, có cái thằng đó là như nãy con mới nói đó, là giúp nó nói tiếng Pháp gần đó, thằng đó qua Pháp về đó, nói chuyện nói giúp đỡ, dẫn đi đây đi đó, gì cũng mua chỉ nữa. Dạ. Con cũng vậy. Dạ. Phản lắm. Là. Nó, tại vì cái phong cách người nước ngoài sống vậy, nước ngoài nhưng mà có tình cảm tình người xíu chứ, phải biết người nào giúp mình chứ, nhiều chở mặt liền, người ta vừa giúp chở mặt liền. Thì rồi nó để quên, chị lụm lại cho nó, chị sáng mai gặp nó chị nói nó hôm qua mày ngồi mày chơi mày đi đứng lên mày để quên, nó chờ mắt cái chị, nó kêu thằng đó đừng đếm xỉa tới chị như nè, chẳng màng tới không biết tới á. Mà là đồ nó quên mình lụm mình trả cho nó. Nãy thấy nó đuổi tôi, chị sùng quá vô lại đang chị hỏi chị kiếm chuyện nhớ luôn á. Chị bán này mỗi buổi sáng mà. Tôi cũng bán bánh ở đây à. Chị bán bánh này mỗi buổi sáng mà. Sớm gì nữa ủng hộ bán có ngon lành đâu, cần đã thấy nó khổ. Lúc đầu mấy bà già ở đây tội nghiệp hùng tiền nhau, người cho 2 ngày, người cho 1 ngày, người cho 2 ngày vậy đó. Để mướn phòng cho nổ phòng này nó mướn 70 ngàn ngày. Tại nó cũng dưới đề thám á. Nó ăn chơi với nó cũng dưới đó con biết rồi, nó ăn chơi đồ gái gú rồi cờ bạc đồ dưới đó thì làm gì nó còn. Bây giờ về đây nó mất dạy vậy, nó thấy khổ thì giúp đỡ. Mà về ra là ở 70 ngàn ngày á. 70 ngàn ngày. Cũng rẻ rồi đó. Vậy như mướn vườn như nè, một người một vườn ở vườn tần á. Dạ. Nó tạo nó cho mướn vườn. Nó mới gây lộn với người ta. Người ta quay phim cũng mấy này quay phim cho nó nổi tiếng lên, giờ ta lại ta quẩy đuổi người ta rồi đánh người ta. Ta đứng nói chuyện với em này, nó lại nó đi cùng ta rồi đánh tao, nó đụng nó kêu clip bắt mày á. Cái này nghe nó trên mắt với tao, nó lại đây đưa cái máy chỉ nó là nó thích quay phim. Kêu bấm biết mẹ mày đi. Cái bấm biết mày lại nặng thì nó tiếng Pháp chửi tao gì đâu, mới tao chửi bắt vô lại. Cái diễn tả đồ mà tao diễn tả dỗ bậy nó luôn. Bấm biết mẹ mày đi. Để cái bà này ở bên hội phụ nữ mạnh này chứ, từ tổng bậy dài đây tổng. Nhưng mà hôm nay người ta lại người ta mua, nó đòi đánh người ta luôn á. Mấy bữa đó đuổi không nói đi, nay đánh người ta luôn, rồi đánh người ta luôn. Em đứng tú bên kia mà quay qua ông đuổi luôn á, không cho đứng bên kia luôn á. Đúng nhỉ.
cũng nhờ tao quay phim nó mới nổi tiếng. Có hoài rồi, nghỉ bán á. Đó như đó thôi, tụi tôi quăng lên được rồi, nói gì cộng đồng mình biết thôi, cho nó dân Việt Nam mình biết thôi, chứ Việt Nam năm. Ủa chị, là ông đây ông bán đi lâu chưa chị? Ông mới bán mà. À mà ông bán đây ông... Ông mới bán à. À. Nhưng mà tánh ông kỳ lắm, kỳ lắm. Chị kỳ là sao vậy chị? Chị thấy tự nhiên cái chữ người ta bố tôi bị hết lần rồi ổng bán cái tôi thấy đâu quá, từ nãy tôi khều khều ổng, tôi khẽ ổng bán ổng chửi tôi quá trời. Có chửi tôi mà vậy thôi, cái đông quá giờ lại diễn tả là cái tiếng đợi mà đó đủ chửi đó. Tự nhiên chữ người ta à. Rồi. Thì nó đang vụ chú đi đi chạy đó, chú nó cửa nó hết rồi. Cửa nó hết rồi. Dạ. Cái không có đến tú kìa. Cái chị mới đi lại, chị mới thấy sao khách mua đông, mới chị mới lại kêu kêu ổng chị chỉ là ý ta lại mua chuối có gì nó chửi. Chửi này quá trời. Chửi quá trời. Mình đâu có hiểu tiếng nó đâu. Chửi thái độ nó hầm hồ dữ lắm. Con xanh nó trợn lên rồi nó giơ tay cung tay đánh tay. À. Chửi nó hết lần rồi. Chửi nó hết lần rồi. Dân ở đây ai cũng biết cái này. Hả? Dân ở đây ai cũng biết ổng cái này. Biết hết rồi. Sao ăn từ ngày đi dạy biết hết trơn rồi. Bà già đó là ngày nào cũng hay làm một shop cho nó bán. Chớ có bây giờ trả tiền lại cho bà. Shop nó bán là má chị mua cho nó bán không đó. Có bây giờ trả tiền cho má chị đâu. Kênh tao hoài. Kênh tao thấy nào này nó cũng cụ. Thấy nào thế nào. Thấy nào nó cũng cho nó ăn đòn. Thấy cũng hung lắm á. Hả? Thấy cũng hung lắm á. Ờ, để cho nó rửa xe hoài, khỏi bán luôn, cho nó rửa xe hoài. Xe nó rửa hoài, nó hết bán. Rửa chừng tháng là hết bán hết vô. Giá bộ nó cũng biết cái đồ đó, nó tạo như đây, về đây nó kiếm cha, kiếm mẹ, là cha mẹ nó đâu có đây. Về đây chơi gái nó tiền á. Đừng có bao giờ cho cộng đồng lại quay cái thằng này. Đó. Tại vì đó, bữa tôi thấy cậu chiếm cậu lên số điện thoại tôi lấy rồi để tôi nói, để làm lão, làm lão. Phải là gì lành nó mắc dài á thiệt, tự nhiên giờ quay tức lắm á, quá mắc dài luôn, tại tôi có số điện thoại của tổng quốc chiến mà ở Đồng Tháp quê tôi mà. Thôi thấy cô có vẻ bức xúc không nhiều, nó bỏ dân mình ở đâu tới ủng hộ nó cát quận luôn á. Tôi nói cậu nghe, tôi không phải, tôi đã nói với cậu là tôi cuộc sống ai cũng phải có sống, nhưng mà đầu tiên mình thấy nó đó, từ đầu rồi tôi đã thấy cái cử chỉ của nó là lúc mà nó chưa bán là tôi thấy nó đi mua số cào, nó cào là tôi thấy là thôi chỉ làm tay không được, mà tưởng nó cũng đứng nó nạt tôi ha, một lần rồi tôi không nói, rồi sau này đùng ra cái thằng cháu của tôi tự nhiên nó nói mày giúp đi, mấy giờ tao nói mày nghe nè, mày giúp đi, mày đâu có biết rõ ràng lai lịch của nó sao, tại vì tao nói mày nghe nó lai lịch của nó qua nó ở bên mà muốn lão á chơi đổ bên đó mà nó mua số cào tao đứng là nó nạt tao thiệt, bây giờ thằng cháu đưa lên nó phản cháu luôn, cái thằng cháu bữa hỏi cháu nó mày cháu nó biết tiếng nó mới chửi, nó nói mày cái thứ mày ăn cháo đó bác mày xạo cái từ đấy tới mày đừng có lại xe một chi mày đừng vợ chồng tao nữa đó, làm cháo nó nói là à, cháu chở đi mua xe đồ, cháu đi mua xe chỉ chờ nàng cho nó ngồi đó luôn á, mà con người có một ngày nó có ai cho nó bán, tại tội nghiệp nó cho nó bán không được người bán đâu, rồi cái cô đứng nó lặng, cô đang bán cho cái cô quen tự nhiên mà đâu có đứng tới xe nó đâu, ra nó đuổi cô một cái nó mới làm giọng nó, tôi nói ê mẹ mày, mày làm như là mày nói mày không biết tiếng Việt, mày cũng biết tiếng Việt thôi, nhưng mà tao nói tặc quyền đó, nó xô cho mày đừng có láo, nó tặc quyền mà, à tôi nó tặc mà, đó suốt đời luôn, tôi nói không lẽ bây giờ mà mình đi ấy với nó, thôi nó kỳ quá đúng không? Thiệt, tôi nói nếu mà nó đụng tôi một cái nữa hả, tôi nói thiệt cậu cái phường này không tha nó đâu, công an phường này với ủy ban rồi với là dân đây không tha nó đâu, tại vì cô cũng có công tác đó đúng không, nhưng mà thằng này giờ thì thấy nó láo đó qua này qua người Việt Nam mình thì người Việt Nam mình cưu mang giúp đỡ đủ đúng thứ không? Mà làm như vậy tốt rồi, nó cũng phản thường, cậu thấy không, mai là mấy đậu lại mà nó còn xua đuổi
con đó nãy con chụp hình của nó với con nhỏ đó đó cho cậu coi. Nó mình không biết tiếng luôn rồi. Cô bị tim á, cái người biết tiếng á. Bây giờ nó chưa có về, cháu nó tiếng Anh dậu, tiếng Anh tiếng Pháp gì nó cũng biết. Đó. Cỡ 6 giờ đi, mấy cậu lại tôi sẽ cho gặp thằng cháu tôi. Bán xe bột chiên ở chỗ quán cơm ba cô nè. Rồi thằng đó sẽ kể từ đầu tới đuôi cho mấy cậu nghe. Đó. Hả? À, giờ con bên đó không con? Giờ nó đi đâu rồi? Nó không có ăn nhà. Sáng nó đi ba nhà. Sang đúng không? À, sang, sang, xuống tên Sang. Ủa, ở chỗ nào cô? Cô ở đây mà. Không, cái anh của nó. À, nó ở đây luôn. Nó ở hẻm 137 luôn. 137 à? Ừ. À. Đó. Rồi thôi, yêu được thôi. Rồi, được rồi, con thôi. Rồi. Rồi, đó, cô nhắn tắt từ có bao giờ lên cộng đồng với nó nữa. Quay xong nhiều cái nó chảnh. Nó chảnh lên, đúng rồi. Nó là phải vậy rồi. Thứ gì mà nước ngoài người ta cũng phải chậm, cái nước Việt Nam người ta qua đây rất sơ sắc sở, cũng nhờ cái người mình, nhờ cộng đồng nên mình mới được như vậy. Cô nói đúng không? Nếu không có cộng đồng mà làm sao mình buôn bán được như vậy, mà mình đi hắt mũi mình chạy thôi được rồi, thôi không mấy tức mà để cho nấu đủ cho nấu hết luôn đó. Cô có khi nào mà thấy có vị khách Tây nào mà nói như vậy không? Không có thằng Tây nào cũng vậy, nó thiệt cho không có thằng Tây nào cũng vậy. Người nào thấy qua cái tiệm cái đầu thấy thương lắm, khi nó gặp mình có nhiều người Tây ở trong này nè, ta thấy thương lắm. Cha ta gặp người ta chào thấy như mất dạy vô giấy. Thấy mấy người nước ngoài là người ta vui vẻ, ta vui vẻ, người ta cộng đồng với nhau lắm con ơi, chứ phải như thằng này nó láo. Từ ngày nó được cộng đồng, người này kia lên nó cộng đồng nó láo. Sao tao nói mà tới giờ mà lỡ đây nó nói tao một cái là nó chết với tao liền. Tụi nó có điện cho luôn, bị xuống hốt xác luôn. Thôi được rồi, thôi. Đừng nói nữa, đừng rồi, nãy giờ tối nhiều quá. Thôi, cô nói nhiều thôi. Rồi, cảm ơn cô.